Xin chào các anh chị, mình tên là Phạm Đăng Khoa, thì hiện mình đang tư vấn cho dự án Vinhomes Grand Park quận 9 bên đường Nguyễn Xiển. Thì mình cái video clip này mình làm là để chủ yếu nói cho các anh chị mà đang thắc mắc về vấn đề mà tại sao lại ký các văn bản thỏa thuận với một đơn vị khác không phải là của Vingroup. Đó chính là đơn vị TCO. TCO đó chính là một cái pháp nhân mà Vingroup lập ra để cho tư vấn về cái dự án này. Gọi là thì cái đơn vị mà pháp nhân dành cho các vấn đề pháp lý sau này của Vingroup là có tên là Thành Phố Xanh. Nhưng mà hiện bây giờ là sẽ có một cái công ty mà Vingroup cũng lập ra là để thuộc dạng là công ty con á, sẽ để chuyên về những cái thủ tục pháp lý mà trước khi có cái hợp đồng mua bán. Thì tại cái trụ sở của công ty Vingroup á, thì phía trước cái lầu 3 tại cái trụ sở bên Vincom Thảo Điền á, thì có để một cái tấm bảng ở phía trước cái cửa ra vào của cái khu đó, có nói cho các anh chị biết là TCO là ai. Thì TCO đó là chính là đơn vị tư vấn môi giới và khảo sát nhu cầu thực tế mua nhà tại cái dự án Vinhomes Grand Park quận 9. Thì họ làm gì, cái chức năng của họ lập ra để làm gì, đó chính là tư vấn về chính sách giá, các chính sách ưu đãi, chính sách bán hàng của chủ đầu tư và giới thiệu về các tổ chức tín dụng trong trường hợp mà khách có nhu cầu vay vốn hay là thanh toán cho giao dịch mua nhà tại cái dự án Vinhomes Grand Park quận 9. Thì chức năng của họ là như vậy. Thì cái khi mà các anh chị nhận được cái giá cho cái căn hộ, chính cái căn hộ của mình đã đặt ưu tiên á, thì mình sẽ xác nhận cọc tại cái đơn vị môi giới, cái sàn giao dịch. Thì khoảng 3 ngày sau thì các anh chị phải qua bên cái đơn vị mà tư vấn á. Tư vấn này chính là TCO. Các anh chị sẽ ký cái thỏa thuận đặt cọc với họ. Thì cái thỏa thuận đặt cọc đó là phải đủ 50 triệu số tiền mà giữ chỗ trước đó, bây giờ chuyển thành tiền cọc là sẽ không được hoàn lại. Có nghĩa là các anh chị đã đồng ý mua được cái căn này. Thì những anh chị nào mà trước đó mà giữ chỗ 20 hay là 30 triệu đó, thì bây giờ ngay từ lúc này là phải bổ sung cho đủ 50 triệu rồi. Hiện bây giờ là vừa mới có cái bảng giá cho từng căn. Thì các anh chị có thể liên hệ với các bạn sale để hỏi về cái giá căn của mình. Thì đó là cái vấn đề mà TCO. TCO là chỉ là cái đại diện, nó giống như là một cái sàn môi giới bên ngoài đó. Thì những cái công ty giống như của tụi mình là đã làm thay chức năng cho họ thôi. Thì bây giờ chỉ là vấn đề là qua ký với họ. Thì sau đó thì bây giờ là chỉ là ký cái văn bản thỏa thuận với TCO thôi. Còn sau khi mà ra các cái hợp đồng mua bán á, thì các anh chị sẽ ký với bên cái đơn vị chính Vingroup, đó chính là Thành Phố Xanh. Hiện bây giờ là TCO là có chức năng như vậy anh chị. Thì cũng cái này cũng dễ hiểu thôi. Thì những cái công ty khác thì cũng đều làm giống như vậy. Thì họ sẽ cũng thành lập ra một cái công ty mà đại diện pháp nhân cho họ. Thì cái Vingroup này thì cái pháp nhân mà đầu của họ trước khi có hợp đồng mua bán á, thì cái công ty TCO sẽ làm cái nhiệm vụ đó. Thì họ đã cũng đó, Vingroup cũng đã có cái thỏa thuận như vậy. Nhưng mà thật sự cái này chính là cái công ty con của Vingroup lập ra thôi, chứ không phải là một cái công ty nào khác. Thì mình có video clip tiếp theo nói về cái phương thức thanh toán. Anh chị hãy theo dõi ha. Anh chị nào mà quan tâm về cái dự án Vinhomes Grand Park quận 9 này, hãy liên hệ với mình qua số điện thoại là 0979 676655 để được tư vấn thêm. Cũng chuẩn bị, cũng đang nhận giữ chỗ cho lốc S3 và S5. Thì mình sẽ không có S4, cái khu The Rainbow á. Thì S3 là sẽ 4 tòa, rồi S5 là sẽ là 3 tòa cuối cùng của khu The Rainbow.
Mình cũng sử dụng số điện thoại 0979676655 cho Viber, Zalo, Telegram. Các anh chị hãy subscribe kênh YouTube của mình để theo dõi các video clip tiếp theo, và mình sẽ tư vấn rõ hơn về cái dự án Vinhome Grand Park quận 9. Tại hiện bây giờ hầu như mọi sự tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh hay là Hà Nội cũng đã đổ về, các tỉnh cũng đã đổ về cái dự án này để tìm mua cho mình một căn hộ sở hữu. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video clip tiếp theo.